Anh ơi, chơi, em nhờ anh tí là em bưng lên. Có quà hả? Dạ có quà. Rồi em cứ nắm tay bạn gái để em lo tất cả mọi chuyện xung quanh. Trời ơi, bông ơi bông. Bông đúng là bông luôn nè bông ơi. Tên đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Thấy chưa? Mỗi lần đi mỗi lần người khó ta, bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn, nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cau trầu linh nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh, thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khay trầu và trái cau, tức là anh sẽ giảm ngõ và con xin phép mời gia đình hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Trời ơi khó luôn. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi chị bắt tay Quỳnh Linh gái chứ không hết hồi hộp vậy. Đổi hộp ha. Dạ. Rồi mời đàn gái giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay và chào anh bên kia. Con tự giới thiệu, con là Đặng Thị Bông, năm nay con 28 tuổi và nghề nghiệp của con là giáo viên mầm non và hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi quê của Bông ở đâu? Dạ con là người Quảng Nam nhưng mà ba mẹ chuyển vào trong Đắk Nông sinh sống. Thì dạ em xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Anh Quỳnh Linh. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em là Phan Văn Lâm, năm nay em 28 tuổi. Em là người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hương Khê, Hà Tĩnh. Dạ em bây giờ đang bán hàng và quản lý cho một chi nhánh của công ty xăng dầu Bình Phước. Vậy đi xe khỏi đổ xăng ha. Dạ đúng rồi. Em nói sơ về cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết nấu ăn, sống tự lập và con biết sống tình cảm và biết chia sẻ với mọi người. Con rất là sợ nước, tại vì lúc nhỏ đi chơi với bạn xong rồi bạn xô con xuống dưới sông á, xong rồi con xém chiếc đuối lên, là từ đó con rất là sợ nước. Em ơi em phải sợ đâu, có anh rồi. Có anh rồi đó. Dạ. Em trai em có sợ gì không? Em thì chỉ sợ bạn gái bỏ em giữa đường thôi. Hay á. Em có những ưu điểm gì? Em là một người chuyên chịu khó, sống nhiệt tình và luôn biết chia sẻ, biết quan tâm và biết đặt mình vào vị trí của người đó. Quá và người hay khác. Cái đặt dạ. Mình vào vị trí của người khác mới là dạ, hay. Đúng rồi. Biết nấu ăn, biết hát hò. Nhược điểm của em thì chỉ mỗi tội là khi nào mà nói chuyện với ai thì thường nói to. To cái nào? Thí dụ giờ em nói nè, ở Bình Phước em trồng cái gì? Em ở Bình Phước em là độc điều không anh? Điều hả? Dạ độc điều. Điều với cao su nhiều lắm. Cao su có dạ. Trồng tiêu không? Tiêu có. Vậy là tiêu nhưng điều, mà tiêu mất, dạ, nhưng bữa nay tiêu mất giá quá rồi. Nó cũng đâu lớn gì lắm đâu. Dạ. Ví dụ như có thằng kia đang hái tiêu lén của em la nó coi. Lúc mà kia em la lớn thôi coi. Thằng này mày gan to vậy sao mày dám hái tiêu của tao? Mày cút khỏi vườn tao ngay. Dạ. Tao có lớn đâu. Nhìn mặt ổng trộm mắc cười quá nó. Dạ. Đứng nó cười luôn á chứ. Có duyên luôn. Đâu em hát thử miếng dân ca Nghệ Tĩnh đi. Dạ. Chưa đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Những cánh đồng muối trắng, tình sâu mới nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng băng mà gió ngàn bay về. Tình ngấm vang sóng vỗ. Hay quá. Hay đó, trời ơi. Nói chung là có cái khiếu ha. Có tật xấu gì không? Em cũng không nhận ra mình có tật xấu gì. Nói chung mình cứ bình bình vậy chứ cũng không đến mức độ tệ. Không có gì xấu đúng không? Có, nhưng mà người khác biết thì em không biết là mình có tật gì. Bạn dễ thương như vậy, vui vế như vậy, tại sao bạn lại bị ế? Lúc đang ở quê mà chưa đi vào miền Nam làm ăn thì có yêu một cô. Do lúc đó gia đình em khó khăn quá, là quá nghèo khổ nên em quyết định từ đó em chia tay, em vào miền Nam làm ăn đến bây giờ. Vào đây có mối tình nào không? Dạ có một mối tình cũng được 2 năm ở Đồng Nai. Nhưng mà lúc đầu thì bạn gái cũng có lên nhà chơi và bạn gái thấy cái cuộc sống ở trên không được đô hội nên tụi em chia tay đến bây giờ. Còn em thì sao em? Dạ nếu mà nói mà trải qua một mối tình chính thức thì con chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết. Chào em gái. Con chào chú Quỳnh Linh. Dễ thương mà. Vậy mà không có chàng trai nào
Con không thích cái tính gì của đàn ông? Hút thuốc con không thích. Hút thuốc? Dạ. Con không thích hói. Con thích bạn trai hói. Bên sao Linh? Tình hình ổn không? Cũng ổn, hơi hói hói. Có thuốc không? Dạ không ạ. Có vũ phu không? Dạ không ạ. Có nói nhiều không? Nói thì nghĩ là lúc nào cần góp ý thì mới nói. Có hói không? Dạ. Thế anh thấy em có hói không? Chứ giờ em chẳng biết em có hói không. Rồi sẽ hói hết. Nó vậy đó. Tao coi. Thế được không? Đó mà coi nhà trai cái. Con chào em, chào chị ạ. Rồi chào dạ. Cưng. Bây giờ là muốn lấy vợ lắm rồi đúng không? Dạ em muốn lấy vợ mẹ cũng ngồi nhà hối quá rồi. Và mọi người cũng hối quá rồi. Vậy dạ. Hả? Thế giờ em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống vợ chồng của mình chưa nè? Thì em làm bên công ty xăng dầu thì cũng công việc nó cũng đã ổn định. Và hai thì nhà cửa em cũng đã có. Ồ, có nhà rồi. Nhà em đã có nhà và đón mẹ vào được năm này là năm thứ 6. Mẹ em thì giờ đang khỏe thì bạn gái về mà không thích ở với mẹ cũng được. Thì lâu lâu về thăm mẹ cũng được, bởi vì sau này mà được thì em xin bên công ty cho em đón vợ về ở với ở cây xăng luôn. À, hai có vợ nghĩa chồng là sẽ sống ở cái nhà công ty phát đúng dạ, không? Đúng công rồi. Ty phân là có việc luôn đúng không? Có việc luôn, có việc làm luôn. Dạ, đúng rồi. Hay quá. Ồ. Tức là bạn gái bảo qua tháng cưới em cũng cưới luôn. Cưới luôn. Dạ, hay rồi. Quá. Có chuẩn bị, mình có nghĩ là mình sẽ sanh con liền không? Em thấy làm con trai cực lắm anh ạ. Đi kiếm vợ cũng quá trời thôi, em giờ muốn đẻ con gái em đi làm ông ngoại cho nó sướng thôi. À giờ làm ngoại sướng hả? Làm ông ngoại sướng. Nấu cho rồi được nè. Dạ. Thì giờ đi kiếm vợ mà anh gì thấy không? Em đi tận đến Bình Phước về đây để đi kiếm vợ. Xa lắm, tội con lắm. Dạ. Rồi thôi để tôi hỏi coi nhà gái tôi nãy giờ nghe thì sao, em nghe tất cả những cái chia sẻ của anh thì em thấy sao nè? Dạ con thấy ảnh nói thật, ảnh đã chuẩn bị cho cái rất là nghiêm túc. Dạ, đây là người đàn ông chu toàn, người ta lo hết rồi. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi, con đi với ai? Dạ hôm nay con đến chương trình với hai bạn thân và 500 chị em đồng nghiệp chung với con. 500 chị em đồng nghiệp luôn. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và đàn nhà trai và toàn thể khách trong trường quay. Em là chị và cũng là đồng nghiệp của em Bông. Thì cái nhìn đầu tiên của chị ấy, thì nhìn em rất là vui vẻ. Dạ. Chất phác thật thà. Nếu mà lên duyên ấy, thì chị rất là mong em là người che chở, chia sẻ cùng Bông. Tại vì Bông thì là cô bé rất là thật thà, tốt bụng. Nhưng mà Bông rất là thiệt thòi vì ba mẹ Bông mất từ hồi Bông còn nhỏ. Nên một mình Bông đã phải cố gắng. Ồ. Và tự lập từ bé. Ồ. Được có ngày hôm nay thì Bông rất là cố gắng. Mày Bông rất là nhút nhát. Thì nhân chương trình đây, chị chúc hai em cho nhau cơ hội để tìm được một nửa của mình. Dạ, xin dạ, em hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bác, với chị là bác là mẹ của giám đốc của em ạ. Dạ, chào bác ạ. Dạ, tôi xin chào hai MC. Dạ, dạ, chào bác. Tôi thì là bác của Năm. Dạ. Mà cũng như là đại diện bên nhà trai. Cháu gái bên đây thì cũng dễ thương. Hoàn cảnh của Năm á thì Năm rất là thương mẹ. Dạ. Nhưng mà hôm nay là không dám đưa mẹ đi, bởi vì nếu như mà bên nữ mà không thuận ý á, thì sợ mẹ buồn. Đó thành thử nhờ chúng tôi đi để mà tạo cái niềm vui cho cháu. Dạ. Xin chào chị Vân và chào anh Quyền Linh và chào bên nhà gái. Nói về nhận xét về Lâm ấy, thì Lâm rất là ngoan và cần cù trong công việc, trách nhiệm lắm. Nhưng mà nay tới đây thì thấy cô bé gái này thì nó nghĩ là với mới nói với mẹ nè, chắc đây là duyên của Lâm. Nên chị cũng mong hai đứa là hãy cho nhau một cơ hội để cùng nhau tiến tới một ngày nào đó thì chị sẽ được cái mừng cho hai em, là chị cảm thấy nó rất là vui. Chỉ vậy thôi. Đó, có một chị gái như thế này thì cho, thôi đó. Nếu mà hai... Tất nhiên là sẽ có anh ạ. À. Tại tất cả các nhân viên trong cơ quan thì nếu mà anh nào lấy vợ thì sẽ được sếp tài trợ hết. Hay quá. Trời ơi. Mở rau. Bắt đầu nó làm nha. Dạ. Anh chào em. Hôm nay hai đứa chúng mình đến đây là cũng có duyên. Hôm nay anh có món quà. Và đây là bức tranh thêu chữ thập, tự tay anh thêu. Đây là bức tranh anh tự thêu trong vòng một tháng. Thì anh cũng mong là tình cảm chúng mình sẽ bền mãi theo thời gian. Và em cũng cho anh một cơ hội để được
tìm hiểu em và có một cái kết viên mãn. Dạ em cảm ơn. Anh giỏi quá. Đưa tôi đại diện nhà gái, tôi cầm hộ nào. Dạ đây là chậu sen đá mà em rất là thích và tính tự tay em chăm và trồng nó như thế này, và em mong là anh sẽ thay em chăm sóc nó thật tốt, và nếu sau này sau chương trình em với anh có duyên thì hai chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó. Và anh, và sau này anh sẽ nâng niu cái chậu hoa này giống. Dạ. Nâng niu em. Dạ em cảm ơn. Quá dữ. Cho anh nắm tay em với cho anh bớt run. Dạ. Hôm nay trước mặt mọi người thì em cũng xin hát tặng em một bài hát về tình yêu. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi thương em. Dạ em cảm ơn. Trời ơi cái bạn này làm hay quá Lâm ơi. Biết theo nữa chứ trời ơi. Ôi Lâm giỏi quá. Tôi nể người đàn ông này đó nha. Em gặp anh rồi thì em cảm nhận anh người thế nào? Dạ em cảm nhận anh là một người rất là chân thật. Anh là con người của gia đình thật sự. Dạ. Đó là nói thật cả bằng tấm lòng của anh. Thực sự anh cũng lớn lên cũng nói chung cũng chỉ hơn em là có mẹ thôi. Dạ. Mẹ đẻ anh 3 ngày là mẹ phải đi xin cho anh ăn rồi. Nên anh là một người rất là thương mẹ. Đó là anh nói trước. Sau này lấy em thì tất nhiên tình cảm nó sẽ san đôi ra, nhưng mà anh cũng sẽ hứa sẽ chu toàn, không để cho em buồn mà cũng không để cho mẹ buồn. Dạ. Đó là con người của anh như vậy. Dạ. Dạ thực ra thì mẹ em mất lúc em rất là sớm, nên là em rất là thèm cái cảm giác mà của gia đình. Anh cũng mong em sẽ cho anh cơ hội để được chia sẻ, anh sẽ san bớt mẹ cho em. Dạ. Em hy vọng là nếu mà sau chương trình này em và anh có duyên với nhau thì chúng ta sẽ cùng yêu thương mẹ và cùng chăm sóc bà. Hay quá. Bây giờ cái đường khá xa xôi thế thì mình tính đường hẹn hò thế nào để nuôi dưỡng tình yêu, để chăm sóc tình yêu này? Em thì 10 hoặc là 15 ngày em sẽ xuống một lần. Còn em mà công việc của em nó mắc thì để ngày lễ hoặc gì thì em sẽ cho em về nhà chơi. Thứ nhất để cho ra mắt mẹ. Mẹ biết nhà, biết em biết nhà hoàn cảnh của anh. Đó, thì em cũng anh cũng mong lúc anh xuống thì em cũng tạo điều kiện cho anh được gặp em. Chứ một lần đi xa là cực lắm. Nếu mà khi nào anh sắp xếp được thời gian thì có thể gọi cho em. Thế có ngày em sẽ dắt vợ em lên đây và là khán giả của chương trình này. Rồi, giờ tiến tới. Nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói đi. Tất cả những lời anh nói là xuất phát từ trái tim anh ra. Thì em cứ việc bấm nút đi. Mọi việc cứ tương lai phía trước cứ để anh lo. Dạ em cảm ơn. Trời ơi đáng yêu quá. Trời đấy, Lâm ơi hay quá Lâm ơi. Lại đây Lâm ngồi đây. Lâm quá duyên dáng rồi. Rồi cưng Bông ơi tay, không còn đi. Suy nghĩ bấm nữa không? Bông đi cưng. Bấm làm đi trước, làm rồi. Trước luôn. Còn tùy bạn gái. Rồi sao không? 3, 2, 1. Bấm luôn. Anh ơi, em nhờ anh tí lại bưng. Có quà hả? Dạ có quà. Rồi em cứ nắm tay bạn gái để em lo tất cả mọi chuyện xung quanh. Trời ơi Bông ơi Bông. Tên, Bông đúng là Bông tên, luôn nè Bông tên, ơi. Tên. Đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Trời ơi, chưa? Mỗi lần đi mỗi lần người khó ta, bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi cao trầu liên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khai trầu và trái cau, tức là anh sẽ giảm ngõ và con xin phép mời gia đình hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Trời ơi khó luôn. Mời gia đình nàng gái. Đúng ngày hôm nay ngày vui thì đúng là thật sự có mẹ hơn thì hạnh phúc. Nhưng mà con cũng không biết thế nào nên con phải tự một mình tự mằn mò. Dạ. Em nhận đi. Dạ em cảm ơn. Trời ơi hôm nay thì cảm ơn chương trình đã tạo một cái niềm vui cho gia đình chúng tôi. Thì rất là xin cảm ơn. Và cũng mong bên nhà gái chấp nhận cái lễ của bên nhà trai chúng tôi để cho hai cháu là dắt nhau đi đến đến cuối con đường cuối con đường á.
Trời ơi. Trời ơi. Châu, mọi người ơi, mọi người, đây là rượu cười, nè. Đám cười về trà nè. Rồi trầu nè. Mình có hút thuốc. Câu nè. Câu nè. Trầu nè. À. Bánh nè. Bây giờ trong lòng em nghĩ thế nào, em có thể chia sẻ. Em rất là xúc động. Em một cái thế này. Bởi vì Lâm giấu mẹ, cái này là phải tự lo. Đó, thành thử ra không có những cái gì mà nó chưa được hoàn thiện thì cũng mong. Rồi, chúng ta hãy cùng vỗ tay để chúc mừng cho hai trẻ. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày rất đẹp. Đẹp quá. Chúc cho hai em sẽ sớm về chung một nhà. Ăn chung một nồi cơm, xài chung một bóp tiền, chăm sóc chung những đứa con. Và hãy cùng nhau dắt nhau đến cuối cuộc đời nha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, thông qua chương trình này, đầu tiên cho con xin cảm ơn ban biên tập của chương trình và hai cô chú MC và tất cả quý vị khán giả. Và con hy vọng là sau chương trình này con và anh có thể tìm hiểu, và nếu mà có duyên thì hai đứa sẽ đi tiến đến xa hơn nữa. Hay quá. Con cảm ơn. Hôm nay tôi vui quá ông mối. Chúc mừng bà mối. Dạ. Ha, hai đứa giờ vậy là xong thủ tục của đại diện hai gia đình rồi. Bây giờ tới thủ tục của chương trình. Chị ơi, cho em xin phép cho em. Trời ơi. Dạ được. Hả? Đã được. Mất phấn của người ta luôn rồi đó. Đây là nụ hôn đầu đời đó. Dạ. Chúc mừng các bạn. Đám cưới được xếp đãi ha. Tài trợ rồi có 20 triệu rồi có sản phẩm sử dụng trong gia đình một năm miễn phí luôn. Trời luôn. Quá tuyệt vời. Em ơi, bây giờ chỉ có tình yêu thăng hoa thôi. Em cố gắng. Cố gắng. xui liền phải không? Đồng hồ đẹp quá. Lâm ơi, Lâm giỏi quá vậy Lâm. Cái này để về treo nhà ngoại đó. Đó. Chờ cô gái đi biết là chờ vợ đi. Vợ tương lai đi với. Vợ đi trước rồi, vợ đi rồi. Khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Khi em tập trung em làm cái gì đó, quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn đó. Em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh. Trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ, nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Bữa tôi sẽ hát bài tôi tặng cô dâu chú rể luôn á. Những cái cặp đôi mà hy vọng là tụi mình khi mà gán ghép họ với nhau rồi thì họ sẽ cũng có một cuộc sống tươi đẹp như hy là chúng như ta thế. Bây giờ chính xác đó. Như thế. Còn bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Rồi sao em hồi hộp không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin được chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Thị Xuân Kiều, em sinh năm 96 và hiện tại công việc của em đang làm một freelancer và làm MC ạ. Quê quán mình ở đâu? Dạ, em ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Em đang sinh sống thì tại quận 9. Mời em trai. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Vũ Long ạ. Em sinh năm 91. Em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Trước kia em có làm công nghệ thông tin ạ. Sau đó em có đi du học ở Hàn Quốc một năm. Bây giờ em đang làm quản lý của một cái spa summer Hàn Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai. Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó cũng không xa gì mấy. Mà bạn này bạn làm tự do, Linh ơi, bạn có thể xuống dưới đó bạn làm cũng được. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái nhược điểm thường thấy nhất của em là em kiểu hay nóng tính, hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh, em cũng hay thích hát. Khuyết điểm em ngủ hơi nhảy. Ở đâu cũng phải khuyết điểm đúng không? Đúng rồi, phải khuyết điểm đâu. Dạ, hơi lộn thuộm. Dạ, nhà chào chị ạ. Bây giờ em nói cho chị Hồng Vân biết. Dạ. Là em có bao nhiêu mối tình rồi, để chú kiểm tra coi. Dạ, chính thức là có hai mối tình. Mối tình sinh viên là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình dài nhất của em 6 năm. Còn mối tình thứ hai cỡ khoảng 6 tháng. Sau hai mối tình thì mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà mình cần phải hoàn thiện hơn?
Dạ nói chung là em phải quan tâm bạn gái một xíu. Nhưng mà cái vấn đề em thiếu chăm sóc là do em bận công việc hay là vì cái bản tính em vô tâm? Em có một cái thật xấu là khi em tập trung em làm cái gì đó em quên hết mọi thứ luôn ạ. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn đó. Có giờ quên tắm đó... mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Dạ nhưng nói chung là khi mà em làm xong công việc là em nhớ ra là em thấy hôi là em đi tắm. Dạ. Thì đó là em cần phải có một người bạn gái dạ, đúng rồi, quan lưu tâm tí. Hiểu được cái điều đó để nhắc nhở cho em. Đúng rồi. Sao nghe nói vậy rồi có thấy một người bạn trai mình mà cái tập trung cao độ như vậy theo em đó là tật xấu hay là một cái cá tính tốt? Dạ theo em thì em thấy có cả hai khía cạnh luôn ạ. Em nghĩ là tập trung cho công việc hoặc là cho mục tiêu của bạn thì bạn cứ tập trung như vậy được vẫn tốt. Nhưng mà em nghĩ là được thì nên tiết chế bớt chứ cũng không nên quá mức mà gọi là tập trung mà quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn ạ. Cưng, hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có một mối tình cũng là thời sinh viên 4 năm. Và với em nó cũng là mối tình sâu đậm nhất. Sau đó em chia tay tới giờ được khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi. Coi như là các bạn đều có những cái mối tình đầu ha, nó đẹp ha. 4 năm, 6 năm. Ôi nhắc mối tình đầu tự nhiên mình chợt nhớ là mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Mối tình đầu giờ anh Nguyễn Linh còn nhớ mối tình của anh Nguyễn Linh là ai không? Dạ. Giờ vô cái chuyện khác đi, chuyện mới đi ha. Bên đàn gái em muốn mối tình tiếp theo của em là một người như thế nào? Dạ em thì chỉ cần kiểu cao hơn em một xíu mà được thì nếu mà trên 1m7 thì càng tốt ạ. Dễ nhìn, em cũng thích một bạn nam biết hát. Với lại bạn kêu bạn cũng tốt về tiếng Anh mà em trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Đúng ý. Sạch sẽ, đẹp trai, 1m7 thì cũng được. Đôi khi chắc thiếu một phần gì đó. Tiếng Anh giỏi. Giao tiếp tốt, ok. Em không thích cái điều gì ở cái người bạn trai? Em không thích những bạn hút thuốc hoặc là quán nghiện chơi game, kiểu ích kỷ hoặc là tính toán một xíu. Thì những bạn nam như vậy thì em không thích thôi. Còn là em cũng khá dễ. Có hút thuốc không? Dạ em không có hút thuốc, không có rượu bia, không. Có tính toán không? Không ạ. Rồi sao tính toán được, cuộc sống mà không tính toán sao được. Phải tính toán. Cho công việc thì em tính thôi chứ người nhà em không có tính toán. Bên kia cũng đã đưa tiêu chí rồi, em đưa tiêu chí đi. Bạn gái em thế nào? Dạ thì em cũng cần một bạn gái biết thông cảm và chia sẻ lễ phép với người lớn. Cao thì khoảng 1m5 trở lên là được rồi. Đây cao 1m2, 1m3 gì rồi. Có gu ăn mặc cơm. Có gu nhưng mà hơi gù được không? Nó nghe nó sợ liền thôi. Nhỏ hoảng loạn luôn á. Em có thích bạn gái có cái nét phản phúc của gái Hàn Quốc không? Dạ được ạ, quá tốt ạ. Gái Hàn Quốc là sữa không á? Em có cái mẫu hình nào mà trong showbiz không? Dạ giống Miyu á, vừa đa tài với lại cũng biết kinh doanh á. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC đừng, nè. Dạ. Ta làm kinh doanh luôn nè. Thôi đừng. Rồi không là nghệ thuật làm nghệ thuật là nghệ thuật đừng kinh doanh. Những người làm nghệ thuật kinh doanh bao giờ cũng giàu. Ông đó. Em không thích điều gì ở cái người bạn gái? Em không thích phụ nữ hay càm ràm. Mời phụ nữ nào cũng càm ràm hết trơn á. Thôi nói vậy chứ thôi giờ cho đã hỏi được gia đình đi ha. Nói chung là hỏi gia đình đi. Qua trao đổi thì thấy hai đứa nó cũng có đồng cảm với nhau rồi đó. Được không chị, mà, được không chị? Đó, có những cái chỗ mà nó chạm nhau đó. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Dạ, ngày hôm nay em đi chung với mẹ em và dì của em ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Yeah. Chào bên nhà trai và chào các khán giả trong trường quay. Cháu trai này thấy được. Thì cô cũng mong hai con bấm nút với nhau rồi dạ tìm vâng. hiểu với nhau rồi. Dạ vâng. Mẹ bật đèn xanh rồi đó. Rồi, con trai đi với ai? Em có đi theo với em trai với em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là em trai ruột của anh Long. Qua người có nói chuyện á thì em thấy hai người rất ư là bù trừ được nhau, rất là tốt để mà có thể quen với nhau. Anh Long á thì rất là tốt bụng, chỉ là hơi nhút nhát một chút thôi. Còn chị gái đây thì rất là biết cách nói chuyện. Em nghĩ là hai người nên tạo cho mình một cái cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Yeah.
mở rào. Anh cũng tặng em hoa với lại sô-cô-la. Hoa này là hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Còn thanh công an này chúc em luôn ngọt ngào như thanh sô-cô-la. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà gửi tặng anh, đó là một cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Em thấy anh có giống như hình mẫu lý tưởng mà em hay suy nghĩ trước khi gặp không? Không biết sao nhưng trong đầu em thì em suy nghĩ ra anh là kiểu hơi cao cao, gầy gầy hoặc là sao đó. Nhưng mà nói chung anh vẫn kiểu vừa người tròn tròn, vẫn dễ thương ạ. Thì đến đây là anh cũng giảm được 10kg rồi đó, anh mới tới đó. Chứ trước anh cũng mập lắm. Chắc có em, chắc anh thêm động lực thêm 5kg nữa chắc được. Em tưởng là em giảm cách nào hay gì? Dạ, em tập gym chị ơi. Em chỉ cho chị Vân đi. Nè, cái người đó cũng cần phải giảm đó. Em cho anh hỏi về sở thích đi. Em thích đi đâu hay là thường em rảnh rỗi em hay làm gì? Em cũng kiểu có sở thích đi hay đi đây đó thôi, chứ cũng không hẳn là đi du lịch. Thì ít nhất thường một năm em sẽ đi du lịch. Nếu mà không xa thì sẽ đi gần khoảng ít nhất là một lần. Vậy thì anh có thích đi du lịch không? Và có thể sau này nếu mà hai đứa tìm hiểu thì anh có thể đi cùng em không? Một năm đi một lần thì ít đó em. Thường nhà anh một năm chắc cũng phải đi hai lần. Bây giờ quan trọng hai đứa xa hơn chút xíu đi. Rồi sắp tới, ví dụ mình quen nhau, mình hiểu nhau, rồi khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được? Thì anh năm nay cũng 29 rồi. Thì anh khoen, anh nghĩ chắc 30 là đẹp. Thì anh khoảng một năm thì mình tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì mình có thể đi đến chuyện hôn nhân. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ là gặp một người mà em thấy phù hợp thì thời điểm đó là phù hợp, chứ không quan trọng tuổi tác ạ. Ok. Em có ngại làm dâu không? Anh là con trai trưởng cho nên làm dâu có thể là sẽ phải làm. Mẹ anh thì kêu là không cần, nhưng mà anh thì anh nghĩ là khi mà về già thì ai người lớn tuổi thì sao cũng phải cần. Mình cũng không cần ít cũng cần nhiều, cho nên cái việc làm dâu là cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật ra ví dụ như là anh muốn ở, nhưng mà ngoài anh có các em nữa, ví dụ như là các em anh thích ở hơn thì anh để cho các em anh ở cũng được. Anh luôn đặt anh là người sẽ phải làm cái việc đó, chứ anh không có đẩy bố mẹ anh. Cái này em đang nói là kiểu san sẻ trách nhiệm chứ không là đẩy. Đúng là san sẻ thì mình vẫn san sẻ, mấy đứa em anh vẫn san sẻ với thì anh. Nếu em nhưng mà cũng cái là người mà con trưởng xong rồi mẹ em thì ở một mình thôi, xong mẹ em cũng muốn em ở chung với mẹ em á. Em là còn mẹ thôi hay sao? Dạ, bố mẹ em thì hiện tại ly dị rồi và bố em ở riêng, còn em hiện tại đang ở với mẹ. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung rồi mình sẽ bàn bạc với nhau. Em là con gái một hả hay sao? Dạ, em là con đầu xong còn một em trai nữa. Vậy thì yên tâm, em trai thì nó cũng phải có trách nhiệm với mẹ. Cái dạ, chuyện đó là đương nhiên rồi. Em hỏi vậy thôi chứ còn em thì không ngại vấn đề làm dâu. Thì em thấy làm dâu mà mẹ mà kiểu thoải mái thì đúng thật là kiểu mẹ chồng còn giúp mình nhiều lắm. Rồi, thôi chuyện đó mình bàn sau đi. Vâng ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vâng. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái ấy, hát tặng một bài hát nào đó, cảm giác như thế nào, đông đầy hay không? Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Dẫu khó khăn cũng có sẵn bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Nép vào anh hoàn hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Bạn gái đáp lại. Em hát một bài cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Em sẽ hát một bài hát vui tươi hơn một xíu. Đường nào vào thiên đàng ái ân, là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phụ đơn mon gót chân mềm. Lạt vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôn sau cành xa vun, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh.
Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Tỏ tình một cái là vô thiên đường ái ân liền luôn. Mỗi người sẽ có 30 giây để nói với nhau những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Đôi khi là cuộc sống thì có những cái ngã rẽ, chúng ta phải biết lựa chọn. Thì anh mong em là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể bước tiếp. Tất cả những gì cô gái trả lời sẽ bằng nút bấm 3 2 1. Hết thời gian. Cặp đôi này là khá đồng cảm với nhau các bạn. Gần như là 90% các bạn có những điều rất hợp với nhau. Chúc mừng ha. Vân thấy cái cặp này các bạn mà đồng sàng đồng mộng tới cái mức mà có một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải tế nhị để mà khi mà mình gặp nhau để mình bàn bạc, bởi vì làm hai dâu. Bạn này đều là những người có hiếu. Bây giờ xin phép được hôn, nụ hôn đầu tiên trên gò má của bạn gái mình. Dạ, con xin phép bác cho con. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng. Trời ơi, vui quá, bên đây vui dễ sợ luôn á, Linh thiệt á. Hai cặp đôi ngày hôm nay họ gần như sinh ra để gặp nhau. Không có yêu cầu nhiều, cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Cái này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Này đạt. Là không, dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Dạ. Bây giờ đàn ông cũng có giày đồ mà. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? À, có, nên giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi. Có. Phải có. Dạ. Mời nhà trai. Mời anh trai. Mời đàn gái. Trời ơi. À, ngồi đi cưng. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. À, đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. À. Chào anh MC Linh, chào chị MC Hùng Vân. Rồi. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi. Em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Cô, bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước. Và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ mình định em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là, ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Dạ. Ngoài cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi, bạn Nam ơi. Dạ, chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích ứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái xích đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả, em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á.
Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em chia sẻ với chị luôn, với anh Quyền Linh là em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức làm bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống đó chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ, luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? Thông minh. Thông tư minh duy. Có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều, cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Cái này đạt luôn. Này đạt. Là không, dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 cơ. Tại có vì luôn. Lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc, yeah. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Có, nên giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, có. Phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Ở cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ á, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á. Nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con coi hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi đừng tiến tới. Đàn trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ đây. Hiểu nhau. Chị, cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tại vì em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xui ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn cái nào coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích nhất trong các món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất anh. Và em nấu ngày nào em nấu cũng được ấy. Dạ. Cảm ơn em. Em thử cái món đó xem là em thấy có bạn nữ á. Bạn nấu có vừa miệng mình hay không? Nếu sử dụng không hết chuyển qua đây. Khi đi làm mình có thể dở cơm theo nào nó hâm được luôn á. Mình có thể đi làm dùng cơm trưa được. Mình nước mạnh luôn nha.
Ăn uống gì nó rườm rà quá. Mốt đem đồ ăn đưa tôi cất hết đi rồi chút tính sao. Rồi mình quanh kia mình đút lại cưng. Đi quanh kia đút lại. Ngon quá. Ngon không? Dạ ngon. Ăn đi còn nhiêu chuyển qua đây. Cái món này em nấu ngon lắm. Bạn em ngày nào cũng ăn siêu ngon. Ngon, cảm ơn anh. Dạ. Ngon không? Dạ, dạ ngon. Không, thật sự là cái món trứng là cái món mà em rất thích ăn luôn, rất thích ăn. Đi chơi em cũng rất là thích chứ không có vấn đề với anh cả. Thì anh làm quán hải sản có nhậu thì cũng đã từng tương tác và cũng đã từng dấn thân trong môi trường đi chơi cũng có rồi. Và những người bạn, những mối quan hệ của anh trong cuộc sống như xã hội này cũng có những người làm DJ. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á. Thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng, sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức coi với quán. Nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm. Miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này. Có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không. Chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là về việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Giữa anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm. Cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái, là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im ở đây xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn. Về anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm. Mà những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn. Cả những bạn nữ hay các bạn nam có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có bậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng một năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Mời cảm ơn. Thôi. Bạn nam hát tặng bạn nữ rồi bạn nữ đáp lại đi. Trước khi đến chương trình thì có chuẩn bị một bài hát là bài Làm Vợ Anh Nhé của Chi Dân. Nắm tay người ta để hỏi. Đứng lên em. Đó. Nắm tay hát sẵn hỏi luôn. Ok, em xin phép không? Okay. Bắt đầu ha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Và giờ hai đứa trọn đời yêu anh nhé. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Rồi nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3 có bấm không? 1, 2, 3.
Bạn nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào à. Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á hả? Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên. Em. À. Dạ, chào em. 32 vậy. Tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? Em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bên hàng rào kia đã có em gái. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ, em tên là Trần Thành Nhân, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhân làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh Nhân? À, em là giám sát kỹ thuật cho công ty cổ phần Eurowindo. Mình giới thiệu về mình đi em ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Vũ Thường, năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ thành phố biển Cam Ranh, Khánh Hòa và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm thu ngân kế toán tại nhà hàng Phương Cư quận Nhất ạ. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì ít nói. Một số tật xấu em là em có hút thuốc. Em có nhiều ưu điểm gì nổi bật không? Ưu điểm của em là hiền lành nè. Em thích ca hát. Như đó cũng đủ rồi, hiền lành nè, ít nói nè, thích ca hát là cũng dễ thương rồi ha. Mà hồi nãy bạn nói bạn có hút thuốc mà mình nghe không rõ là bạn hút một ngày khoảng bao nhiêu gói ạ? À? Mình hút ít à bạn ơi. À, ít là bao nhiêu bạn? Ngày có 1-2 điếu thôi à. À dạ. Một sáng như buổi trưa thôi. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ học bác. Điểm yếu của em là khó tính với lại hơi thẳng tính một chút xíu ạ. À. Bực bội là nói liền đó chứ không có để bụng đúng không? Dạ. Em có những cái tài lẻ nào không? Em rảnh là em hay thích theo ạ. À. Dạ. Em theo tranh ạ. À. Ok. Vậy em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. À. Em lấy chồng năm em 21 tuổi ạ. À. À. Dạ. À, tụi em ở với nhau được 1 năm em chia tay rồi ạ. À. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. Ừ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là em mới quen năm 2018 ạ. À. Ừ. Và cũng được 1 năm và chia tay rồi ạ. À. Lý do? Bất đồng quan điểm nhiều, không hợp với nhau về sở thích với lại quan điểm sống ạ. Rồi. Bạn trai ơi. Dạ chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào à. Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Ra làm thì ở ngoài công trường nhiều. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên. Chào em. Dạ, 32 chị. Tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? Em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Có thể chứng minh được mọi người là để cho thấy là em thích con gái. Thì thích con gái thì mình thích thôi anh. Hay có một lý do nào đó mà bạn giờ này bạn mới chưa có? Đúng rồi, 32 tuổi. Có thể là do gia đình, do ba mẹ. Tình cảm nào đồng đó đồng ý hay là bạn lo học hành quá hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn chưa có bạn gái đúng không? Dạ đúng mà. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước là. Anh hỏi nè, có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt thích nhưng mà cũng chợt quên, tại mình không có tiếp xúc nhiều. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, em thích cô kia, cái em nói ỉ mấy mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. Minh Hằng. À, tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị.
Ba mẹ sao? Ba mẹ hả? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Xem mắt đàn gái coi. Chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó. 32 tuổi luôn đó. À, cũng cao ráo ha. Tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi. Chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Dạ, em chào thương. À, đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Ha. Đàn trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80? 80 được rồi. À, để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ, với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể được. Tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Chú thấy sao chú? Nó cũng được ạ. Cũng được luôn hả? Vâng. Cả nhà đều được hết luôn rồi đó. Vậy là thông qua hết trơn rồi. Thông qua rồi. Ừ. Bỏ phiếu rồi. Em trai đi với ai? Nhà em đi với mẹ và chú ạ. Cháu nhân tôi thì nó rất hiền lành. Và đứng trước phụ nữ thì cháu nó không tự tin lắm. Bây giờ là hôm nay nhà tới đây thì cho hai cháu gặp mặt và hai cháu tự quyết định. Mẹ có ý kiến gì không mẹ? Gì, nói về câu đi. Mẹ nói một câu đi mẹ. À, gặp nhau rồi thì cũng biết nhau, mặt nhau. Lần này thì cho cháu hai đứa cũng có cái cơ hội để có thể tiến xa hơn. Dạ. Rồi, vậy là ý mẹ cứ để cho các em tự quyết, tự chọn nhau đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, nhà vậy ai cũng hiền hết trơn. Ờ, ai cũng hiền chứ, hai bên đều hiền hết á. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp nhau nha. Mở rào, bắt đầu đó Nhân nha. Bây giờ là chuyện của em đó. Chàng trai 32 tuổi, chưa có mối tình dắt dài nào hết. Anh có... Thì mình nhận... Quang. Mình nhận tranh trước ở đây. Rồi đây. Đây, bên nhà gái đại diện nhận hoa giùm em. Dạ, em tặng anh tấm tranh này do tự tay em thêu ạ. Dạ, đó bài thơ em tặng anh luôn ạ. À, em nhờ anh đọc giùm em bài thơ này luôn ạ. Em có cái vòng để tặng. Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Ôi, tôi ganh tị quá, tôi rờ cái coi trời ơi. Đẹp nè, quá. Gia đình nhà trai ông giàu quá đi ông Linh à. Đó là xính lễ sơ sơ thôi. Vài bữa tôi còn khá nữa. Chúc em anh đọc bài thơ của em nha. Dạ. Bài thơ có tựa đề là Hoa cỏ mây. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao màu cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ gặm đầy. Lời yêu mong manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. À, thơ này làm sao? Thơ này ý nghĩa gì nè? Nói cho bạn nghe thơ này. Dạ. Ai làm? À, cái bài thơ này em chọn để tặng anh là cũng mang, cũng mượn cái ý nghĩa lời thơ để hỏi thăm dò ý anh luôn ạ. À, thì qua đây anh cũng có bài hát để anh trả lời cho em luôn. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây xếp thành lâu đài, đợi chờ gì, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua, tình vẫn không đổi thay. Hay. Không, giọng nam hay quá. Dạ, có lẽ em quên, xin lỗi chương trình. Dạ. Nhân em hát mạnh hồi hộp quá. Tim người ta loạn nhịp rồi, sấm sét nổ ra rồi, người ta không nhớ nổi lời đâu. Ngồi tâm ngồi sự. Xuống đi. Đó, các bạn tâm sự với nhau đi. Em hiện tại ở đâu em? Em hiện tại đang ở ngoài Thủ Đức ạ. Thủ Đức hả? Anh ở quận 8. Dạ. À, thường cuối tuần em có rảnh không ạ? À, công việc của em thì em làm việc ở nhà hàng cho nên làm ban đêm. Làm ban đêm. Không có thời gian là nghỉ ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào cũng được, không cần phải cuối tuần ạ. Thì quan điểm tình yêu của anh á, thì trước là phải chân thành. Dạ. Chung thủy. Dạ. Mà mình phải có sự thẳng thắn nữa.
cái gì phải chia sẻ rõ ràng với nhau. Dạ, em ý em cũng giống ý anh vậy á, chia sẻ để mình hiểu nhau hơn anh. Hẹn hò để mình tìm hiểu nhau thì cái thời gian nào là phù hợp với anh ạ? Anh nghĩ là 6 giờ mỗi ngày đều được với anh. 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối? 6 giờ chiều á. Dạ. 18 giờ. Dạ. Mấy giờ mới vào ca? Hả? Dạ, tối đó. Dạ em thì 5 giờ em vào ca. Rồi thôi vậy chuyển 6 giờ sáng đi. Chuyển 6 giờ sáng đi. 5 giờ tôi vô ca rồi, 6 giờ anh hẹn 6 giờ đâu có được đâu. Mấy giờ sáng em mới tan ca? Dạ khoảng 3 giờ thì em đi về ạ. 3 giờ tan ca. Hẹn 3 rưỡi đi. 3 giờ rưỡi đi lang thang ngoài phố vắng. Còn không thôi vậy nè, mình tới đó 5 giờ sáng ăn sáng luôn. Mình tới đó mình ngồi ở cái chỗ mình trồng cái sim vừa canh bồ mình luôn. Thực chất mà nói thì đêm nào cũng trực đến 3 4 giờ sáng như thế. Lúc đầu yêu nhau thì được, nhưng sau đó có con, có này kia thì ngày nào cũng 3 giờ đêm như thế. Mà chồng đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Rồi vợ bắt đầu 5 giờ sau là vào ca rồi. Như vậy thì cái chênh lệch cái múi giờ rất là căng thẳng. Em có thể thay đổi cái công việc cho bà xã tương lai được không? Có thể được việc khác á. Ừ. Có thể được. Dạ. Tình cảm của anh đối với em, cái chân thành, cái độ chân thành nó sẽ đạt đến cái mức độ để làm em thay đổi cái công việc này là em đồng ý ạ. Đồng ý liền. Chị thấy là chưa gì đã chân thành rồi đó. Chiếc vòng cầu hôn là chị thấy chân thành rồi đó. Dạ. Đúng không? Người ta phải đặt cái niềm tin kinh khủng lắm, người ta mới đem một cái mà nó tượng trưng cho cái sự ràng buộc. Trái tim có rung động gì chưa, hay có một cái cảm nhận gì đó về cô gái này chưa? Hãy nói cho cô ấy biết đi. Dạ, khi mà gặp em Vũ Thường á thì tim muốn rớt ra ngoài. Ừ, tim rớt ra ngoài. Có nét gì của Minh Hằng không? Dạ có chị. Có đúng không? Nhẹ nhàng ha. Đứng lên nắm tay tỏ tình đi. Nói gì cho bạn gái yên tâm mà bấm nút. Thì trước cái này á, chưa có mối tình nào. Dạ. Nhưng mà lên đây thì gặp em á, anh cảm giác mình có một cái gì đó, nó có mối liên kết với nhau á. Thì em cho anh một cơ hội để quen em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Chúng ta để tay mình nút bấm đi. Cô gái sẽ trả lời bằng bấm nút hay không bấm nút. Bên tay trái đó Nhân. Đây, nút đây. Bây giờ cả hai chúng ta hướng về phía trước, nhắm mắt lại. Mình kiểm tra một lần nữa. Quan trọng nhất là Vũ Thường. Thật sự, nếu em cảm giác đây là người đàn ông có thể che chở cho mình, nếu thật sự mình có một chút cảm tình thôi cũng được, đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hai đứa nó bấm mà bấm cùng một lúc mới ghê chứ. Trời, chúc mừng ơi. Chúc mừng Nhân nha. Chúc mừng. Rồi chúc mừng, chúc mừng. Nắm tay nhau nè, áo xanh cặp nè, vô tình nè, thấy chưa? Tôi rất thích đêm rồi. Tôi rất thích hai nút bấm này. Ừ. Một cô gái Vũ Thường nhẹ nhàng nhưng quay rất thông minh đấy. Một chàng trai đủ bản lĩnh để che chở cho Thường. Và hãy cố gắng lên Nhân nha. Hãy giữ lấy tình yêu của mình. Có gì thông báo tin vui cho tụi anh nha. Rồi bây giờ Nhân có một lời nào với lại gia đình của Thường đi cưng? Dạ thưa hai bác, là con nhìn bé Thường thì con thương bé Thường rồi. Dạ con xin phép bác là hai bác là con được làm quen với bé Thường. Dạ, sau này là chăm sóc bé Hường. Bác cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội để đến với nhau. Dạ. Rồi đó. Cảm ơn bác. Dạ. Thì nói gì với đúng mẹ rồi. Với chú đi. Nói gì với mẹ với chú. Coi như là hôm nay tụi con gặp nhau ở đây cũng có duyên. Nếu được tụi con tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì con chăm sóc anh và chăm sóc bác. Xem bác như mẹ của con ạ. Đúng rồi đó. Ngọt ngào. Đẹp lắm. Em phải trao nụ hôn đầu tiên của em cho cô gái này. Vén tóc nhẹ nhàng lên. Nụ hôn đầu tiên của em đó. Bên tay phải vén tóc nhẹ nhàng lên. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Để nguyên. Bên đây một cái nữa. Bên đây một cái nữa. Bên má bên đây. Đó đúng rồi. Ok, ok. Vậy vui vẻ quá.
cứ như gì chúng ta đã nói ở đây nhá, chăm sóc cái mối tình này để nó thăng hoa thành một cái hạnh phúc cho suốt cuộc đời còn lại nhá. Chúc hai em hạnh phúc. Em cảm ơn anh chương trình. Cảm ơn chị. Chúc hai đứa hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình. Từ từ để bạn gái đi trước. Bữa nào gặp tôi sẽ chỉ cho một bài chăm sóc cô gái nha. Tội nghiệp chàng trai mới yêu lần đầu. Để lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường thôi. Cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Cũng lái xe. Chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên. À. Dạ. Người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa chứ. Xin mời đàn gái. Cái đây kìa. Mời nhà trai. Chào em trai, mời đi em. Dạ. Mình tự giới thiệu về bản thân xem nào. Dạ vâng, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là đang xem đài ạ. Em xin chào nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Ngô Thị Mai. Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ Đắk Nông. Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ Thủ Đức và em làm việc tại quận 4 ạ. Dạ, con làm bên ngành bảo hiểm nhân thọ ạ. Rồi, mời bạn trai. Mina, konnichiwa. Watashi wa Lý Tuấn Tú desu. Nansai wa Sanshuni desu. Dạ, em dịch lại tiếng Việt. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả các bạn đang xem truyền hình cũng như tất cả các bạn đang ngồi trên khán phòng. Em tên là Lý Tuấn Tú, năm nay 32 tuổi. Thì hiện đang sống và làm việc tại Củ Chi. Thì em đang làm lái xe nâng hàng bột cho công ty thực phẩm. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường. Cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Tú lái xe, nhưng sao Tú lái biết tiếng Nhật? Tại vì đó em đi hợp tác lao động 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018. Dạ rồi. Nhà gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm nào. Thì ưu điểm của con đó là biết lắng nghe, chia sẻ. Đôi khi con có thể truyền được cái năng lượng tích cực cũng như là tiêu cực đến với lại người đối diện. Tại vì cái mặt con kỳ lắm, vui buồn thì là nó thể hiện hết lên mặt luôn. Và đồng thời thì con thấy con có một cái ưu điểm nữa là chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ vâng, tật xấu thì cũng không ít đâu ạ. Chắc là con hay quên với lại thiếu tập trung. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thì làm việc nhiệt tình. Đặc biệt là đúng giờ. Em thì em, người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Tốt. Tự nhiên là em làm bên Nhật 3 năm là mình quen cái, cũng như là cái nội quy, cái phong cách làm việc của người Nhật là em cũng học tập được cái đúng giờ ha. Đúng giờ anh. Dạ. Nhược điểm của em chắc là hơi nhát với lại hơi ngại trước những người đẹp. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình, mà một mối tình đơn phương và một mối tình cũng bình thường anh, cũng lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ cũng 7-8 năm rồi anh. 7-8 năm trước. Mấy năm? Yêu 2 tháng à. Trời ơi. Thì cũng như là bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Có một ngày là bạn em thấy là bạn đó cũng như là còn ham chơi quá, tính tình chưa có chín chắn á. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa, cho nên là em chủ động em chia tay. Trời ơi. Dạ. Còn mình có mấy mối tình rồi con? Dạ con thì con tính có mối tình thì con trải qua hai mối tình. Dạ mối tình đầu tiên ấy thì gọi là mối tình gà bông thì không tính rồi. Dạ mối tình thứ hai thì cũng chỉ kéo dài được 2 tháng thôi. Cái mối tình thứ hai nó đến chưa đúng thời điểm cũng như là chưa đúng người. Tại vì bạn này á thì không có đem lại cái cảm giác an toàn cho con là cái thứ nhất. Khi mà bạn với con nói chuyện thì con cảm thấy không có hợp và bạn cũng không có cái định hướng là con thì con thích kinh doanh. Thì bạn cũng không có cái định hướng sau này kinh doanh, tức là bạn sống quá an phận. Dạ. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương thế nào là tả thử coi giống bên đây không? Đúng rồi, con tả thử coi để cô qua cô coi coi nha. Về ngoại hình thì hello. Dạ về ngoại hình thì đi với con thì cân xứng, cũng đừng có trội hơn con là được. Tức là đẹp trai quá. Con không thích đẹp trai quá. Cái đó thì anh bình thường em đừng lo nha. Dạ. Cao bao nhiêu nè? Dạ con cao 1m6. Mình là 1m nhiêu nè? Dạ em 1m74. Rồi quá cân xứng rồi. Dạ. Sao nữa? Dạ. Còn về tính cách thì là một người có trách nhiệm với gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau, khi mà gặp khó khăn gì thì cũng nên ngồi lại để chia sẻ cũng như là cùng nhau giải quyết vấn đề. Mình nghe ba cái hạng mục đó là mình thấy mình có được mấy hạng mục? Dạ 90% chị.
Rồi con ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Thì ghét thì con không có ghét, nhưng mà chắc con không có thích những người đàn ông mà dính phải bốn thứ đó là tứ đổ tường. Đàn ông mà em cũng uống rượu một xíu, nhưng mà ít thôi, chút xíu thôi. Người ta uống 10 phần thì em chỉ uống một phần thôi. Cái gốc thì em nghĩ là đó giờ không có rồi. Ba mấy tuổi mà chưa thật sự có mối tình cũng như không à. Dạ. Nè con có tin dị đoan không? Có coi cần coi tuổi không nè? Con là người Bắc thì mẹ con cũng khá là tâm thiên. Bây giờ con hợp với tuổi gì? Dạ con thì con hợp với những cái tuổi 88, tuổi Thìn. Tuổi Thìn, cưng tuổi gì? Dạ, dạ em tuổi Thìn luôn chị. Rồi thôi xong, vậy là vô. Xong, giải tỏa luôn. Được rồi đó. Chị em coi tả coi có đúng bên đây không? Phụ nữ thế nào? Nữ chỉ cần cao 1m55 trở lên, hoạt bát vui vẻ, nói chung là biết nó ăn một chút xíu là được. Quá đơn giản rồi. Dạ con nấu ăn thì quá tuyệt vời rồi. Rồi thôi xong. Dạ. Dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến chương trình với em gái em ạ. Rồi chào em gái. Con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con là em ruột của anh Tú. Con thấy chị Mai thì hiền, dễ thương, xứng với anh Tú. Hai người anh chị có nhiều cái sở thích giống nhau. Nên con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với lại anh trai của con và một người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay ạ. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Hải, là anh trai của Mai. Thế bạn trai này có vẻ hiền lành, tự tin và đặc biệt mình thích nhất cái tính của bạn đó là bạn làm trong tin Nhật á, nên cái tác phong công nghiệp rất là cao. Mình cũng mong muốn là bạn có thể chia sẻ cho mình một chút cái kế hoạch về tương lai khi mà cưới nhau á. Cưới nhau thì chắc chắn nó sẽ không phải màu hồng đâu, mà nhiều khi nó màu đen á, nhưng mà mình hy vọng mình cố gắng biến cái màu đó thành màu nâu cho đẹp một xíu. Nâu cũng còn ấy lắm em, nó phải là cái màu xanh xám đi, ví dụ xám trắng đi, ví dụ vậy là ok. Thì cái dự định của mình sắp tới á, thì mình đang chuẩn bị học ngành dược, là học 2 năm rưỡi là trung cấp dược, ra là mình có thể đi làm nhà thuốc hoặc là mình mở một cái tiệm riêng, bởi vì mình cũng có một cái số vốn nhỏ rồi đó, hoặc là sau này mình thích buôn bán hay là mình thích ở nhà làm cái gì chăn nuôi hay gì thì buôn bán kinh doanh thêm cũng được. Cái này mình khuyên chân thành cho dành đến Mai á. Mai ơi, bấm đi nhá. Đó. Mở nào. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi em. Đến đây thì mình cũng có giỏ hoa tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Dạ. Em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách. Em cũng khá là thích cuốn này. Dạ anh cảm ơn em. Dạ rồi. Thì anh cũng thích đọc sách lắm. Để anh giờ anh sẽ đọc. Dạ. Em thì mình bây giờ mình đang ở Sài Gòn hay là mình ở quận mấy em? Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức và em làm việc ở quận 4. Thường thường cuối tuần mình em thường hay đi đâu chơi nhỉ? Bình thường cuối tuần đó thì em sẽ về gia đình hoặc là em sẽ đi leo núi Thị Vải. Anh cũng thích leo núi lắm. Dạ, yeah. Thì khi nào có gì thì hai anh em mình đi chung. Thường thường thì cuối tuần thì anh hay đi xem phim, nghe nhạc, xem thể thao, em có thích không? Dạ, yeah, thì cái này thì em cũng nói thích thì cũng không thích đâu, nhưng mà cũng không có ghét. Bây giờ anh là con cả trong nhà đó. Thì không biết là em có ngại về cái vấn đề mà mình về mà ở sống chung với gia đình anh không? Thực sự thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu. Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em. Nói làm dâu thì thôi, như sau này có điều kiện á thì mình có thể để dành một số vốn này nọ thì mình có thể mua đất mình xây nhà ở ngoài riêng. Còn trước mắt thì anh có nhà sẵn ở Củ Chi á. Thì mình cứ ở nhà anh trước, rồi sau này thì có điều kiện thì mình sẽ tính xa hơn nữa. Trước mắt là như vậy. Bạn trai sẽ nắm tay bạn gái để cảm nhận mình xem cảm xúc khi mà tay nắm với bàn tay thế nào, và nói cái gì đó, hát cái gì đó cũng được. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến cuối chân trời. Con đường. Nói chung không được. Nói đi, nói với em gái gì đi. Thì lần đầu tiên đến với chương trình thì mình đã cũng nói chung là cũng tuổi cũng hơi lớn rồi đó. Cho nên là anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Tìm hiểu xong thì mình có thể tiến xa hơn. Em thấy nãy giờ là những cái quan điểm với lại cái cách nói chuyện của anh cũng khá là trùng hợp với lại cái quan điểm của em.
Dạ. Về báo nút nha. Dạ. Cảm giác trái tim rung động, bấm luôn, không chần chờ gì cả. Đó. Còn nếu như cần suy nghĩ thì ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa con tim ta mình xem. Ta bấm rồi. Rồi. Đó. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đấy, đẹp đôi. À, rồi xin phép hôn má luôn. À, xin phép anh trai mình hôn má. Được rồi. Dạ. Chúc hai em sẽ sớm hiểu nhau và sớm đưa ra quyết định hạnh phúc cho hai đứa nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nắm tay bạn gái, đừng bao giờ rời xa nhau nhé bạn nhé. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em. Em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sau quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ. Chắc là em ngại quá. Cặp này được nè. Cặp này nhiều khi họ cưới sớm đó, thấy rất là có duyên phận với nhau rồi đó. Bây giờ mình chúng ta cùng gặp cặp đôi thứ nhì đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Thôi có gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với quý vị khán giả và anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào ha. Vâng, ok. Bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói em hiểu được. Thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cử laser bên là xây dựng. Em là một nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ạ, ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè, em giới thiệu đi. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. À, quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai, em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em, giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường giống một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch. Có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì?
Ưu điểm là em vui vẻ, hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và chơi được tất cả các môn bóng đá. Chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay là được. Em toàn sử dụng công nghệ có chị Google Maps này. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng, hai rồi lắm được hai tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen là phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sao quen hai tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ? Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi, còn mình thì sao nè? Dạ em có trải qua hai mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được một năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á, nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á, nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là một năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ chào chị Hồng ơi. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng, thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em là đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện gia đình được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với quan tâm chăm sóc hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên dạ. Bạn gái dễ thương ha. Đàn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á, là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? Dạ có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. Chúng ta nếu mà lấy nhau đó thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian, rồi khoảng 3-4 năm gì đó mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần. Chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế đại đa số ta lấy nhau cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi. Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn dạ. Em ở đâu? Em ở thị trấn Thạch Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó. Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Dạ. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em và chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai, ở với tớ cũng lâu rồi. Công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em. Nhưng hàng ngày Dương quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Ngoài ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bảo ra quán như Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty. Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời.
Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn á. Rồi, chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng một cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn, mà lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và sẽ biết được sức khỏe em thế nào, thì em còn chăm lo cho em và được khỏe em. À dạ. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. À. Vâng, vâng. Hôm qua anh có nhậu say một tí. Nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được, nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ lựa chọn đây. Vâng. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi. Đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc lên cùng khán phòng cùng nghe. À, dạ vâng ạ. Dạ, em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu. Yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn bạn gái. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng của Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Thì còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào? Qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho em một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em được. Muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia anh có hay bị không say nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng, không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là... Anh ngại, anh cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn dạ. Nữ á. Dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? À, dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng, nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Cho em dù... nói cho bạn nghe đi, tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. À, dạ thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam cũng hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn là em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu ý chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Ồ. Thôi. Em hiểu rồi. Câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Vâng. Anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật.
thì mới có gì bỏ qua với nhau và không có vấn đề là em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng không? Đó, em chỉ cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Vâng. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Anh không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em? Em cảm giác là bạn nam rất là tốt. Thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đúng là mình được che chở, mình được là một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gồng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Dạ. Con ra Nguyễn Cung. Chắc chắn rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai liên lạc với chúng tôi để bấm nút cho cô gái, và rất nhiều cô gái liên lạc với chúng tôi để bấm nút cho chàng trai nhé.